Đó chính là âm thanh quen thuộc của điện thoại Vitu chính hãng. Màn hình ngoài đã hiển thị lên số điện thoại hotline bàn. Và bây giờ mình sẽ lấy những cái phụ kiện, những chi tiết bên trong cái hộp full box này để mà mình thao tác hai sim, một chiếc sim vào chiếc điện thoại new chính hãng Vitu cảm ứng này. Trong cái hộp này thì sẽ có cơ chế hộp cũng rất là hay, thú vị luôn. Khi mở ra thì nó có cái tăng đẩy là như thế này, sẽ nhìn thấy rất là chuyên nghiệp. Bên trong là ngăn đựng máy, trong đây thì nó có cái củ sạc chính hãng của Vitu. Wow, củ sạc này to bự nha. Wow, có chữ Vitu ánh bóng ở đây. Có thông số của cục sạc này là sạc nhanh, cục sạc này là dữ dằn à. Dây cấp sạc cũng như củ sạc đều được để trong một cái túi nhung rất là chuyên nghiệp và chỉnh chu tinh tế như thế này. Túi nhung xong mình bỏ mình kéo lại. Túi nhung này cũng vậy, cũng đựng cái củ sạc này cũng có chữ Vitu trên túi nhung luôn. Và ngăn dưới này thì sẽ có một cái hộc để mà đựng giấy tờ, sách thôi, cuốn sách với lại cái phong bì. Phong bì này là đựng cái khăn. Cái khăn này là khăn để lau điện thoại, nơi chứa cái thẻ chính hãng của Vitu Authenticity Card. Và trong này có một cái để đựng cái giọt sim á, để mình tháo sim, mình thay sim. Và bây giờ cùng Kỳ Lăng sẽ thao tác. Bây giờ ạc ti trước, xong đó Kỳ Lăng sẽ tắt nguồn thay sim sau. Mình sẽ chọn tiếng Việt, bởi vì đây là bản quốc tế chứ không phải là bản nội địa rạch, cũng không phải là bản nội địa nâng cấp quốc tế, mà đây là bản quốc tế, nên mình sẽ ạc ti tiếng Việt, bỏ qua sim luôn. Sau khi activate xong, Kỳ Lăng sẽ thao tác bỏ sim và kết nối wifi, thiết lập mà không cần mạng trước. Ngày giờ thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng vị trí này chỉ có kiểu mình cứ cho đi, chính sách quyền đi tư chấp nhận đồng ý luôn. Cài đặt khuôn mặt, vân tay, mật khẩu mình bỏ qua, lát mình đặt tay sau. Chế độ 5G tiếp ứng thì nên dục, thay đổi điện thoại có thể chuyển nhanh bạ, bỏ qua luôn, mình cứ chuyển sau thôi ha. Rồi đang thiết lập điện thoại, đây là màn hình giao diện. Sau khi activate xong chiếc điện thoại Vitu, Iron Flip bắt đầu. Kỳ Lăng sẽ để chế độ máy bay. Sau đó Kỳ Lăng sẽ tháo sim ra, tìm chỗ sim. Khi mình nhìn tính diện vào màn hình, bên góc bên trái của màn hình, bên trái bên hông bên trái sẽ có một cái chỗ để mình thao tác bỏ sim vào, thì sẽ có cái chỗ để mình chọn cái khe chọn sim vào đây. Ngay lập tức mình tháo ra. Wow, đây là cái khe sim có chứa hai cái sim, mình có thể bỏ hai sim. Hiện tại là Kỳ Lăng để một sim trước để test thôi, rồi lát này bỏ thêm sim sau. Đây nhét vào. Rồi sau khi bỏ sim vào xong rồi, mình kiểm tra kỹ lại thử là cái khe sim đã bằng chưa, đã vào khít chưa. Cách là lấy tay mình vút như này là mình biết liền. Sau đó Kỳ Lăng sẽ kích hoạt chế độ bỏ chế độ máy bay đi. Và sau đó cuộc gọi đầu tiên, Kỳ Lăng sẽ gọi vào số hotline của điện thoại bàn của Kỳ Lăng Luxury. Xong mình nhờ số hotline điện thoại bàn gọi lại giùm anh cái. Em nghe rõ không em ơi? Rõ. Em nghe rõ không? Rõ. Rồi ok, em cúp máy gọi lại giùm anh cái. Đó chính là âm thanh quen thuộc của điện thoại Vitu chính hãng. Rồi khi gặp màn hình lại gọi đến sẽ như thế nào? Mời em gọi lại giùm anh. Màn hình ngoài đã hiển thị lên số điện thoại hotline bàn. Alo, Kỳ Lăng nghe. Dạ, alo Kỳ Lăng nghe. Dạ, em nghe. Ok em, cảm ơn em. Rồi, đóng lại là tắt. Vâng, và như vậy là Kỳ Lăng đã thao tác bỏ sim vào, sử dụng điện thoại. Đến đây sẽ được kết thúc clip này, cũng như là những sản phẩm trang sức, đồng hồ, những sản phẩm thời trang đồ da handmade cao cấp luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu mà Kỳ Lăng sẽ thực hiện lên video clip mới để cho tất cả quý khách xem và trải nghiệm cùng Kỳ Lăng nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Một lần nữa Kỳ Lăng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lăng, và Kỳ Lăng kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Kỳ Lăng Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.